Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Và đó là tất cả những gì có trong tập 99 tuần này. Trong năm tới, nếu mà đặt hết những cảm xúc sang một bên, bắt đầu một cái hành trình mới, thì đâu sẽ là những kỹ năng mà bọn mình nghĩ là cần thiết và chính bọn mình cũng sẽ muốn học những cái kỹ năng đấy để mang vào cho năm mới. Thì không biết với Nguyên thì sau Nguyên một cái chặng đường dài như vậy thì có những cái điều gì mà Nguyên có thể rút ra và có những cái gì mà Nguyên đã mong là mình có thể làm tốt hơn? Chắc là mình sẽ xin phép là nói luôn vào cái vấn đề là mình sẽ hướng tới cái gì trong năm 2023 này và những thứ mà bọn mình muốn học thêm và cải thiện thêm bản thân mình. Thì chắc là đầu tiên á, là cái thứ mà mình muốn cải thiện đó là cái góc nhìn của mình về thị trường. Tại vì dù gì á, thì trong năm cũ á, thì cái góc nhìn của mình khi mà xong xuôi lại á, thì mình cũng thấy là nó chưa chính xác lắm, kiểu như vậy. Tức là nó vẫn hơi chủ quan một xíu. Thì cái thứ mà mình muốn cải thiện trong năm 2023 á, là một cái kỹ năng liên quan đến nhìn và phân tích thị trường nó khách quan hơn. Và thì cái đó là cái cơ bản và cái trực quan nhất mà nó liên quan đến công việc hàng ngày của bọn mình. Quan đi quẩn lại thì nó cũng liên quan đến cái việc là thực ra là về nếu mà về góc nhìn á thì chắc chắn là mọi người không biết, nhưng mà mình với Nguyên là hai người có góc nhìn rất là khác nhau khi mà nói về thị trường. Nguyên là một người rất là nói như nào nhỉ, còn conservative, là một người khá là thận trọng trong cái việc đấy. Cái từ khóa mà Nguyên nói chuyện nhiều nhất trong cái group chat chung của bọn mình á là cái từ khóa de-risk. Lúc nào Nguyên cũng sẽ nhắc đến cái từ là phải de-risk, de-risk, de-risk. Nhưng mà còn mình thì ngược lại, mình lúc nào cũng bảo mọi người là thôi thử risk một tí xem như nào. Nhưng mà turn out là cuối cùng thì thị trường cũng đấm cho cả hai thâm mắt. Thực ra như thế này, nếu như mà bạn giữ một cái góc nhìn, một cái view của bạn á, và bạn tin là mình đúng á, và bạn không đưa mình không show cái góc nhìn nó ra cho mọi người để mọi người gọi là stress test á, tức là mọi người đưa ra cái view ngược lại, thử thách nữa hả? Chẳng hạn cãi nhau á đó, thì rất khó để chúng ta tiếp cận được với một cái thứ gì đó nó gọi là sự thật. Có thể cái view của bạn nó đúng đi, nhưng mà nó chỉ đúng trong một cái phạm vi nào đó thôi. Và nếu mà bạn không show ra cái góc nhìn của bạn và mọi người sẽ kiểu như là tới đưa ra cái góc nhìn của họ, đóng góp thêm những cái thông tin chẳng hạn. Cái thông tin là cái quan trọng. Thực ra bọn mình cũng đã làm ở trong cái series podcast này trong một năm đổ lại đây rồi, nhưng mà bọn mình muốn nó tăng được cái tính tương tác cao hơn nữa trong năm tới. Và phần nào đó là bọn mình sẽ gọi là tiến sát hơn đến một cái thứ gọi là sự thật trong năm 2023, đúng không? Tại vì đúng rồi. Và thật ra là có một cái nữa mà mình để ý trong thời gian vừa qua, khi mà mình đúng một lần, mình đưa một cái view, mình đúng một lần, mình đúng hai lần, thì biết đâu đó là mình may mắn. Thì cuối cùng là cái việc mà mình đưa cái process phân tích thông tin của mình ra cho mọi người cùng kiểm tra, dù đúng dù sai, mình vẫn có khả năng để replicate lại cái thành công đấy. Nguyên có một cái một idol viết ra một cái thesis mà chắc là nhiều người cũng biết, đó là làm giàu không cần may mắn à, getting rich without being lucky, đúng không? Của Naval Ravikant. Yeah, đó thì đó cũng là một trong những cái ý mà ông nói, đó là mình nếu mà mình biết là mình đúng ở đâu và mình sai ở đâu thì mình sẽ có khả năng mình replicate được thành công, và mình có công thức mình tránh được cái sai lầm của mình trong tương lai. Thì đó là một cái thứ mà đó là tại sao đó là lý do mà tại sao bọn mình thu cái podcast này. Cái việc mà thu podcast đầu tiên là để chính bọn mình quán chiếu cái lại cái góc nhìn của bản thân. Và khi mà đã nói ra được rồi á, tức là mình đặt lên cho hàng ngàn người cùng nhìn vào cái view đấy, thì nếu mà các bạn đọc những comment của DeFi Discussion á, các bạn sẽ rất nhiều lần thấy có những bạn khán giả, các bạn không đồng ý với bọn mình, các bạn đưa ra những cái lý do khác và đưa ra một cái kết luận khác với bọn mình nghĩ. Và chuyện đấy rất chuyện bình thường ở trong thị trường, thì đúng sai nhiều lúc nó cũng khó nói, nhưng mà mình rất là mừng tại vì có những người phản biện với bọn mình, và bọn mình có thể học thêm từ chính các bạn, những người nghe podcast này. Vậy thì nói riêng về cái, tức là chúng ta sẽ quay trở lại với lại cái chủ đề chính của cái tập podcast hôm nay, đó là recap về thị trường. Thì với anh thì cái mảng thị trường nào trong năm vừa qua là cái mảng thị trường mà nó để lại ấn tượng với anh, gọi là mạnh nhất?
Và cái ấn tượng này thực ra thì nên hiểu cái nghĩa nó đa chiều một xíu, tức là nó không hẳn là nó ấn tượng gọi là tích cực, tức là mình cảm thấy FOMO hoặc là cái gì đó, hoặc là mình rất là hào hứng, mà cái từ ấn tượng này cũng có thể là mình hiểu theo một cái nghĩa nó hơi gọi là nó hơi extreme một xíu, tức là nó hơi có đôi chút gì đó nó tác động rất là mạnh và nó hơi một xíu tiêu cực chẳng hạn đó. Thì thực ra em không muốn dùng từ tiêu cực lắm, nhưng mà đó, tức là cái từ ấn tượng này thì nên hiểu cái phạm vi nó dài ra như vậy. Vậy thì cái mảng thị trường nào với anh nó là cái mảng thị trường mà khiến anh chú ý nhất trong năm qua? Thực ra thì năm 2022 về mặt công nghệ cũng như là dòng vốn thì anh thấy nó khá là boring á, là nó tức là không có cái gì mới mẻ, không có gì mà hay ho mà thực sự mà có được cái sự chú ý của cộng đồng cũng như là nhà đầu tư một cách giống như là 2020-21. Tất cả mọi thứ thì nó giống như là một cái, tức là cũng có một vài cái gì đó hay ho mới đúng không? Nhưng mà nó giống như là cái độ lát, tức là tại vì 2021 có những đã xảy ra những cái làn sóng lớn rồi, thì bây giờ nó xảy ra nó người ta còn kể thêm một chút, ví dụ như là GameFi thì nó năm nay nó có những một vài cái upgrade nhỏ thôi đó, có ngoài play to earn thì có move to earn đúng không, xong rồi chain thì ví dụ năm ngoái có những cái chain nào cũng có khoảng 3-4 tháng nổi lên, ví dụ Avalanche, Near hay là Polkadot hay là gì đó, thì năm nay lại có những cái story mới, ví dụ như là Joy hay là Aptos. Thì thực ra anh thấy là cũng có gì đó như và hoặc là NFT đi, NFT thì năm nay cũng là một cái năm khá là mà hay ho của NFT, bởi vì NFT nó càng ngày càng được biết đến rộng rãi nhiều hơn nữa, và những cái công nghệ của NFT á nó gần gũi với mình hơn, thì anh thấy nó cũng khá là đều với nhau á, nó không có cái gì thực sự là nổi bật. Và cái thực sự nổi bật đối với anh là mặt pháp lý thôi, là cái mảng pháp lý của thị trường crypto, bởi vì là tất cả những cái sự kiện lớn năm nay từ FTX nè cho đến Luna, Terra hay là 3AC là những cái vụ hack lớn này kia, thì nó đều có sự can thiệp của pháp lý, và mọi người dần nhận ra rằng là mày ở trong thị trường crypto, mày có làm cái dự án nó to đến cỡ nào, hay là mày có ngạo nghễ đến cỡ nào, khi mà cái dự án của mày nó thành công á, thì chỉ cần một cơ quan pháp lý họ nhúng tay một phát, họ dập một phát là mày có thể đi ngay. Nên là mọi người rất là một cái sự thức tỉnh của mọi người rằng là vẫn có một thứ gì đó đang tồn tại ở đó và đang quan sát và đang nhìn nhận và đang quản lý mọi người. Thì đó là cái pháp lý và các cái cơ quan quản lý mà họ vẫn luôn luôn theo dõi và theo sát thị trường crypto. Thì anh thấy ấn tượng nhất năm nay vẫn là mảng pháp lý của crypto thôi. Đầu tiên khi mà mình phân tích on-chain một cái layer 1 ấy, thì cá nhân mình là luôn quan tâm nhất là về developers. Tức là cái câu hỏi là một hệ sinh thái họ có thu hút được cộng đồng dev đủ mạnh để mà có thể liên tục build dự án và phát triển hệ sinh thái đó không. Thế nên cái metric đầu tiên mình quan tâm đó là về số lượng smart contract được tạo ra ở trên hệ sinh thái. Cái này hoàn toàn có thể track được. Cái thứ hai là về người dùng, thì mình sẽ sử dụng hai metric còn lại. Một là về trading volume ở trên các sàn DEX của hệ sinh thái. Và thứ hai là về hệ sinh NFT, thì là kiểu như là trading volume trên các cái marketplace. Mình nghĩ ba cái này là cũng có đủ để mà có thể cho mọi người cái nhìn nó gọi là tổng quan về hệ sinh thái đấy. Cái trading volume á, thì liệu nó có gọi là một cái metric nó bị nó kiểu có cái tính thời điểm hay không? Tức là người ta tràn vào một cái hệ nào đó và người ta swap, rồi volume nó có thể tăng rất nhanh, nhưng không ai nói được về cái vấn đề là sau cái cơn sốt đó thì mọi thứ nó sẽ diễn ra như thế nào. Thì anh có nghĩ là cái volume này nó chỉ là một cái gì đó nó tạm thời hay không, và nó có phải là một hạn chế trong cái việc theo dõi cái chỉ số này không? Thực ra mà nói thì metric nào nó cũng mang tính tạm thời và theo hoàn cảnh. Thực ra cũng phải xác định một cái đó là crypto thì nó vẫn đang là trong một cái thời điểm khá là mới, nên là việc đầu cơ, việc speculation thì không là tránh khỏi rồi. Thế nên là việc các cái metric nó tăng và nó giảm theo sóng thì cũng là một điều khá là dễ hiểu thôi. Thứ hai, ví dụ điển hình nhất có lẽ là Solana trong năm 2021-2022 ấy. 2021 mọi người thấy nó là một trong những layer 1 phát triển mạnh nhất kể cả về hệ sinh thái, về DeFi lẫn NFT. Tuy nhiên năm nay thì với vụ FTX, FTX cũng như là một vài cái gọi là revelation, ví dụ như là có một dev tạo ra một phát mấy dự án xong rồi để thổi TVL ấy. Nói chung là TVL thì nó tụt và trading volume thì nó tụt cũng rất là nhiều.
Tuy nhiên nếu mà mọi người lại tiếp tục nhìn về cái trading volume của NFT đi chẳng hạn, thì mọi người thấy là Solana lại là vẫn là một hệ sinh thái NFT khá là mạnh, đang hiện tại vẫn đang đứng thứ 2 hoặc là đứng thứ 3 sau Ethereum và Polygon. Mình nghĩ có lẽ đấy thì cái quan trọng khi mà mọi người phân tích on-chain ấy, thì mọi người sử dụng nhiều metric cùng lúc để mà có thể có được cái bức tranh nó gọi là tổng quan nhất ấy. Ví dụ đi mọi người trading volume mọi người tăng nhưng mà TVL họ lại nó lại đi ngang chẳng hạn, thì nó cũng nhiều, nó dễ rất là khác với việc là cả hai cùng tăng, đúng không? Ok, chắc là mình nói sâu một xíu về cái khâu mà kết nối những cái kết nối các cái metric với nhau á. Tại vì dữ liệu thì chúng ta có rất là nhiều các cái trang cung cấp dữ liệu on-chain thời điểm hiện tại, kể cả miễn phí, kể cả trả phí, nhưng dữ liệu nó rất là nhiều và nó rất là kiểu như là người dùng sẽ rất là bị loạn so với những cái thông tin đó. Thì cái khâu mà kết hợp những cái dữ liệu đó để generate, để tạo ra được một cái insight về đầu tư đó, tức là cái khâu kết nối đó nó sẽ diễn ra như thế nào, và chắc là anh có thể dùng một cái ví dụ nào đó để mọi người dễ hình dung hơn. Tại vì ok, chúng ta nói là kết nối dữ liệu này với dữ liệu kia chẳng hạn, nhưng mà cái khâu generate insight á, thì nó vẫn rất là mơ hồ với nhiều người. Thì chắc là Dan Jones nói một xíu về cái kỹ thuật này ha. Ok, nếu biết thì data nó chỉ là một cái tầng gọi là tầng đáy. Sau đấy thì mình sẽ có data này, tầng trên là info, xong rồi đến là vân vân, và tầng trên cùng là wisdom, insight, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta cũng sẽ như thế thôi. Các bước phân tích thì mình thường ấy, cá nhân mình nhá, thì mình sẽ là phân tích dữ liệu thô trước, mình sẽ tổng hợp hết tất cả những cái dữ liệu, ví dụ như mình nói là metric đi, về gas fee này, về vân vân, trading volume, liquidity, vân vân, mình sẽ tổng hợp hết rồi mình có một cái bức tranh. Sau đấy thì mình cái mà mình làm tiếp theo đó là mình sẽ lên Twitter và mình sẽ lướt một chút để xem, bởi vì quan trọng nhất là cái data mà nó không có cái context, cái ngữ cảnh, cái bối cảnh. Đúng rồi, cái bối cảnh ấy thì thực ra là rất là khó để mà có thể hiểu được nó nói về cái gì. Ví dụ dễ hiểu nhất là về GMX. GMX thì chúng ta phân tích thì đó là một trong những con dự án gọi là perform về mặt giá đi là tốt nhất trong năm 2022, đúng không ạ? Cũng gần như là trong tốt nhất. Và cái việc là những cái metrics ví dụ như là về volume trading futures này, open interest vân vân ở trên GMX thì đều tăng trưởng rất là tốt. Thì chúng ta sẽ phải đến có một cái câu hỏi, đó là tại sao nó lại tăng trưởng như vậy? Thì điều gì khiến cho nó thành công so với các cái dự án DEX khác? Phân tích trong cái năm vừa qua thì mọi người đều biết là giá spot thì đều tụt rất là nhiều, cơ hội kiếm tiền thì nó rất là ít. Thế thì một trong những cách mà còn lại đó là long short, đúng không ạ? Và long short thì hiển nhiên là ở lại trên GMX, là một cái mà cũng gọi là cạnh tranh với DYDX. Mọi người phân tích nhiều hơn một chút đi về việc là competitor analysis. Thì DYDX nó cũng là vẫn là một cái sàn margin, sàn trading futures volume cao nhất. Tuy nhiên có một cái mà nó cũng đang phải gặp phải nhiều cái vấn đề về mặt gọi là centralization. Nó có đưa ra những cái chính sách nó gọi là không được hài lòng lắm với cộng đồng. Thì hiển nhiên mọi người cũng sẽ tìm đến một cái chỗ khác để mà chơi, thì nó điều dễ hiểu thôi. Thực ra cá nhân mình nghĩ nếu mà mình làm nhiều trong thị trường này, mình thấy là cách phương pháp phân tích thì nó cũng khá là giống truyền thống thôi. Không có gì. Trừ khi mọi người động đến những cái gọi là tokenomics đi. Thì việc phân tích đối thủ, việc phân tích market size vân vân, nó cũng khá là tương giống một điểm truyền thống thôi. Điểm mạnh, điểm yếu của một dự án này, lợi thế của nó là gì, product market fit vân vân. Còn trong tuần này thì bọn mình lại có một cái topic khác để cùng trao đổi. Thực ra là đây là một cái topic không mới. Nếu mà các bạn là một khán giả quen mặt của DeFi Discussion thì bọn mình cũng đã nói về câu chuyện này khá lần rồi. Nó vẫn sẽ rất là đáng để chúng ta dành sự quan tâm vào khi mà bọn mình tin là đây sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng cho cái bộ run tiếp theo. Đó là câu chuyện về staking trên Ethereum. Và Nguyên là một người theo dõi cái chủ đề này rất là sát sao trong thời gian vừa qua, thì không biết là Nguyên có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết về những gì đang xảy ra với cái mạng thị trường này được không? Ok, thì nếu như mà anh em lướt Twitter trong một tuần đổ lại đây thì sẽ thấy cái từ khóa liquid staking derivative, hay là cái viết tắt á, là một cái viết tắt nó cũng khá là mắc cười, đó là LSD á, thì sẽ thấy là mọi người nói rất nhiều về cái chủ đề này. Và mình nghĩ là một vài anh em đang nghe podcast thì cũng thắc mắc là tại vì cái liquid staking này nó không có gì mới cả, nhưng mà tại sao mọi người lại nói về cái từ khóa này rất là nhiều trong
tuần vừa qua. Thì chắc là mình sẽ bắt đầu về một cái lý do mà nó mang tính hạ tầng một xíu ha. Thì trong thời gian gần đây thì Ethereum đã triển khai những cái testnet cho nâng cấp sang 2. Thì nếu như mà anh em đã theo dõi DeFi Discussion thường xuyên á, thì cũng biết là cái nâng cấp sang 2 này cái vai trò của nó là gì. Trong cái nâng cấp sang 2 này á, thì nó có một cái tính năng rất là đặc biệt, đó là cho phép mọi người có thể rút Ethereum ra khỏi cái Bitcoin Chain. Thì Bitcoin Chain là cái mạng lưới mà đã chạy song song với Proof of Work một khoảng thời gian rất lâu rồi, từ 2020 rồi. Và sau The Merge thì Bitcoin Chain nó hợp với lại cái chain Proof of Work và nó biến thành Proof of Stake á. Thì sau một khoảng thời gian Proof of Stake xong xuôi, nó đang chạy ổn rồi, thì bắt đầu người ta mới nghĩ đến việc là ok, bây giờ chúng ta sẽ tích hợp cái tính năng cho rút Ethereum. Về cơ bản á, nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao rút Ethereum ra khỏi Bitcoin Chain thì nó có cái tác động tích cực, và mọi người nói nhiều về liquid staking. Thì mình nghĩ là đầu tiên á, nó sẽ cho phép là tăng cái sự tự tin cho người dùng khi mà họ stake vào Ethereum, stake vào cái mạng lưới, stake Ethereum vào mạng lưới. Là bởi vì á, là trước đó khi mà mình stake Ethereum vào là mình kẹt cứng ngắc Ethereum ở đó luôn. Đó, thì cái nâng cấp này nó rất là hay ở chỗ đó, là tại vì bạn có thể có nhiều cái option hơn. Tức là bây giờ bạn stake vào thì bạn sẽ, nếu mà kẹt vốn quá thì bạn có thể ok, bạn withdraw Ethereum ra, thì người ta sẽ có cái nhu cầu stake nhiều hơn. Và điển hình là cái con số, cái phần trăm mà Ethereum được stake ở trên mạng lưới này á, thì hiện tại nó chỉ đâu đó khoảng 15-16% thôi. Và đây là cái con số nó rất là thấp so với rất nhiều các cái proof of stake khác. Và điều này cho thấy là thực tại á, thì mọi người vẫn khá là e dè với việc stake vào mạng lưới, bởi vì khi mà stake vào thì nó cứng ngắc như vậy đó. Thì mình nghĩ đó là cái lý do mà cốt lõi nhất và cái lý do mà nó gọi là hạ tầng nhất cho cái sự ấm lên trở lại của cái từ khóa liquid staking. Thực ra thì cái thông tin xoay quanh cái layer 2 này thì nó chỉ có gọi là những cái gạch đầu dòng như vậy thôi. Vì phía Coinbase thì họ cũng chưa có một cái prototype, một cái bản thử nghiệm nào để cho người dùng có thể lên đó và sử dụng. Tuy nhiên là hồi nãy anh Poseidon có nhắc đến cái câu chuyện là token của một cái hệ sinh thái, đúng không? Thì rất là nhiều các cái ý kiến đồn đoán là Coinbase có ra token cho cái layer 2 này hay không. Đặc biệt là một cái sự kiện nó rất là hy hữu trong cái ngày ra mắt của cái layer 2 này, đó là cái đồng Base Protocol gì đấy. Tức là nó là một cái đồng không liên quan, nhưng mà mọi người cứ tưởng nó là cái đồng của layer 2 này, xong rồi người vô mua quá trời, xong rồi mãi về sau mọi người mới phát hiện ra cái vấn đề đó. Rồi nhiều cái câu chuyện bên lề, ví dụ như là cái NFT đó, thì trước khi mà Coinbase tung cái tin này á, thì họ cũng có một cái thành viên ở trong đội nhóm, thì họ cũng kêu là chúng ta có một cái dự án, nói chung là tôi có một cái bộ sưu tập NFT như thế này để chào mừng cái sự kiện ra mắt gì đó, nói chung là cũng đặc biệt. Thì thế là bà con đổ xô đi mint cái NFT này, thì nó cũng làm cho cái fee gas ở trên Ethereum nó tự nhiên nó đội lên một cách nó rất là đột biến. Rồi nói như vậy thì những cái sự kiện quanh quanh như vậy để chúng ta thấy là cộng đồng hình như là họ đang rất chờ đợi vào một cái token tạm gọi nó tên là Base. Thì anh Poseidon nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này? Tức là có cái kịch bản nào đó mà họ sẽ đưa ra một cái đồng token có thể gọi là quản trị cho cái layer 2 này không? Thực tế thì kịch bản ra mắt token thì dĩ nhiên là luôn có, tại vì như mọi người cũng biết ấy, thì một cái dự án dạng như Bay ấy, nó không phải là cái đầu tiên xuất hiện. Tức là nó làm layer 2 nhưng mà nó sẽ sử dụng phí của Ethereum đó. Chúng ta có một cái ông lớn và mọi người đang mọi mắt chờ mong, đó là Arbitrum rồi. Thì nó, Bay thực ra nếu mà giả sử nó làm tương tự Arbitrum thì nó cũng không có gì bất ngờ. Khả năng ra mắt token thì dĩ nhiên là có, tại vì ra mắt token và gắn nó vào cái layer 2 và thay đổi cái cơ chế phí thì không phải là một cái câu chuyện khó đối với những cái dự án lớn. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhớ một điều là Coinbase là một cái sàn giao dịch và đã có một mã chứng khoán là Coin và đã niêm yết trên sàn chứng khoán của Mỹ, đồng thời là nó sẽ chịu sự quản lý của một số cái cơ quan pháp lý, ví dụ như SEC chẳng hạn, hoặc là một số cái cơ quan khác liên quan đến pháp lý và tài chính ở bên Mỹ ấy. Thì cái việc mà
ra mắt token Base ở trên Coinbase thì có thể là một nước đi khá là mạo hiểm, và nó có thể liên quan đến khá là nhiều rủi ro về mặt pháp lý cho cái sàn sàn chính là sàn Coinbase. Thì theo mình thì tạm thời trong cái thời gian ngắn và trung hạn thì có lẽ là đúng là Coinbase nó sẽ không có ra mắt cái token Base. Tuy nhiên thì nói như vậy không phải là chúng ta sẽ không có cơ hội ở trong này, tức là có thể là chúng ta cứ trải nghiệm bình thường. Nếu mà khi sau này nó ra những cái testnet và mainnet thì chúng ta cứ xài bình thường, tại vì chắc chắn là trên cái layer 2 Base đó nó sẽ phát triển những cái dự án khác của Coinbase. Cái đó là cái điều mà chúng ta có thể khẳng định chắc chắn. Và nếu mọi người soi lại cái portfolio của Coinbase á, thì hầu như tất cả các mạng ha, từ AMM đến Lending đến NFT đến Gear Aviator, đến nói chung là hầu như các cái dự án trong portfolio của Coinbase nó đã thuần túy, nó đã đủ cho một cái hệ sinh thái rồi. Thì khi mà Base nó phát triển layer 2 và nó kéo những thằng đó về ấy, thì rất dễ, hoặc là vài những thằng mới lên nữa thì rất dễ là những cái thằng đó nó sẽ retract tiếp cho người dùng của mạng từ sớm. Thì chúng ta cứ xài bình thường thôi, và không có ý của mình ở đây là đừng quá nó thậm chí là câu chuyện quay trở lại câu chuyện săn retroactive, chúng ta đừng quá ôm nhiều hy vọng hơn. cứ làm một cách vui vẻ và trải nghiệm cách bình thường thôi thì từ khác nó sẽ tới. Thật ra thì đã có một cái mã cổ phiếu tên là Coin rồi đúng không, thì tại sao nó lại đặt tên cái L2 nó tên là Base, nó như kiểu là một cái mảnh ghép lại thì thành Coinbase. Thì nói như vậy là chúng ta coi như là chúng ta không anh em đừng gọi là coi cái này là một cái nhận định hoặc là một cái predict. Chúng ta chỉ có thể gọi là open với cái viễn cảnh đó thôi, với cái kịch bản đó thôi. Tại vì rõ ràng là chúng ta thấy là optimism chẳng hạn, từ cái thời điểm mà họ launch cái giải pháp của họ đến khi mà họ ra token thì nó cũng đâu đó suy sát khoảng một năm hơn để cho cái hệ sinh thái nó bắt đầu nó hình thành, để cho cái sản phẩm các cái DApp nó bắt đầu nó chuyển nhà lên đây dần, và nó bắt đầu nó thu hút được một cái lượng hoạt động nhất định, thì bắt đầu nó mới ra một cái token nào đó và nó capture lại cái value mà nó đã thu hút về được. Thì biết đâu đó khi mà 1 đến 2 năm, khi mà Base nó bắt đầu nó hình thành và nó bắt đầu nó thu hút được một lượng hoạt động nhất định, và lúc đó cái quy định, cái regulation nó bắt đầu nó ủng hộ hơn một xíu, thì có thể họ sẽ open, họ sẽ kêu là bây giờ chúng tôi sẽ có kế hoạch triển khai một cái như vậy. Thì nó cũng là một cái kịch bản mà chúng ta có thể gọi là tính tới. Dạ, thực ra đây là cái giai đoạn mà bọn mình đã chờ một thời gian khá là lâu rồi, một cái từ khóa mà đủ sức để nó khuấy động cả cái thị trường, kể cả builder lẫn kể cả user bình thường. Và nó trigger lại cái câu nói mà mình hay đùa là I'm here for tech. Thực ra thì tech thật, cái này là câu chuyện tech thật. Và nếu như mà mọi người theo dõi thị trường tuần vừa qua, bên cạnh những cái airdrop, những cái cập nhật mới, thì chúng ta có một cái từ khóa chắc chắn ai trong thị trường này cũng đều để ý, đó là câu chuyện về ZK EVM. Để nói sơ qua về, nói nhanh qua về cái khái niệm này thì nó bao gồm hai phần: ZK là Zero Knowledge và EVM là Ethereum Virtual Machine. Nhưng mà hai cái phần này, tức là hai cái từ khóa này á, đứng riêng rẽ với nhau á, thì nó đã xuất hiện từ rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ tại sao cái việc mà nó ghép với nhau lại trở thành một cái làn sóng đối với thị trường? Chắc là ok, mình tua ngược cái cột băng một xíu. Vào khoảng tập, mình nhớ không nhầm là tập 22, một con số nó cũng rất là đẹp, thì mình với Phong cũng có làm một cái tập liên quan đến các cái layer 2. Thì ở thời điểm đó bọn mình ngồi xuống với nhau nói về Optimistic Roll-up và ZK Roll-up. Tuy nhiên là ở cái thời điểm đó thì cái thông tin về những cái mảng sản phẩm này nó không quá chi tiết, nên là bọn mình cũng chỉ có thể gọi là đá nhẹ sơ sơ qua và nói về cái cách các cái giải pháp này nó hoạt động thôi. Thì trong cái thời gian gần đây thì khi mà những cái giải pháp này nó mang tính nó tập trung vào những cái từ khóa nhiều hơn, thì chúng ta mới có nhiều thông tin hơn để chúng ta ngồi nói với nhau. Thì đó là lý do tại sao mà bọn mình, nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao cái từ khóa này nó không gì mới, nó xuất hiện rất là nhiều lần rồi, cộng đồng nói rất là nhiều, nhưng mà bây giờ bọn mình vẫn đào lên và bọn mình nói lại. Đó là bởi vì thị trường nó có những cái bước phát triển mới, và nó gần như là nó input một lượng thông tin rất là kinh khủng. Yeah.
cái đó là một cái lời giải thích nó cũng hơi lan man một xíu. Bây giờ mình sẽ back lại cái câu hỏi là tại sao ZK nó đứng riêng lẻ thì nó cũng ok, cũng thu hút. EVM nó đứng riêng lẻ nó cũng thu hút, nhưng mà khi mà hai cái từ khóa này nó kết hợp với nhau thì nó mang lại một cái sức hút rất là kinh khủng. Thì như anh em cũng biết là một năm vừa qua thì Ethereum họ cũng liên tục có những cái giải pháp, những dự án Layer 2 họ cung cấp những cái giải pháp để hỗ trợ mở rộng cái quy mô, giúp tăng cái tốc độ giao dịch cũng như là giảm thiểu cái chi phí. Rollup là một giải pháp Layer 2, và trong cái rollup này nó sẽ có hai loại là ZK, là Zero Knowledge và Optimistic. Thì Optimistic thì nhiều anh em cũng thấy là cũng rất là hot trong 1-2 tuần đổ lại đây, đặc biệt là sau những cái airdrop của Optimism và Arbitrum. Thì đây là một cái nhánh liên quan đến Optimistic. Còn ZK á, là nó sẽ tạo ra những cái Validity Proof, là những cái bằng chứng là xác thực cho cái giao dịch ở trên Layer 2. Và những cái bằng chứng này nó sẽ đẩy xuống Layer 1, và trong cái quá trình đẩy đó thì nó sẽ tương ứng với cái quá trình là xác thực cái giao dịch luôn. Và như vậy thì nó sẽ tăng cường cái tính bảo mật tốt hơn cho các cái giải pháp Layer 2 này. Thì về bản chất thì ZK nó không tương thích với EVM, tức là Ethereum Virtual Machine á, thì về bản chất là hai cái khái niệm này nó không có liên quan gì với nhau và nó không tương thích với nhau. Tuy nhiên là bây giờ nó có nhiều cái dự án họ nghĩ ra cái giải pháp để làm sao để tương thích và kết hợp ZK và EVM, và chính cái sự kết hợp này thì nó tạo nên một cái tiếng vang rất là lớn. Bởi vì anh em biết là nếu bây giờ mà một cái cộng đồng mà lập trình viên họ quen với Solidity rồi mà họ không được dùng cái Solidity để họ viết những cái smart contract, họ xây dựng sản phẩm bằng cái ngôn ngữ này mà họ phải dùng một cái ngôn ngữ khác thì nó sẽ rất là hạn chế. Thì khi mà bê cái EVM này, đưa cái sự tương thích này kết hợp với ZK, một cái tốc độ và một cái giải pháp scale nó tốt hơn, thì cái này nó thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng. Đó là một cái lời giải thích nó rất là dài dòng, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ đủ chi tiết và anh em sẽ gọi là hiểu cái lý do tại sao mà nó có cái khái niệm này, chứ không phải là người ta gọi là đẻ ra một cái giải pháp xong người ta đi siêu đâu, mà thực ra là nó có một cái vấn đề và người ta bắt đầu lần và nó đi tới cái kết quả là cái giải pháp mà họ offer hiện tại là như vậy. Rồi một cái chi tiết nữa mà mình cũng rất là quan tâm đó là cái CCTP của Circle. CCTP là gì? Biết nguyên văn nó là Cross Chain Transfer Protocol. Thì nói thuật ngữ thì nó ghê gớm vậy thôi, nhưng mà thực ra thì nó là một cái cơ chế mới của Circle, và nó sẽ giúp cái đồng USDC được luân chuyển giữa các cái blockchain nó được linh hoạt hơn. Thì trong quá khứ thì chúng ta cũng biết nhiều đến rất nhiều cái dạng thiết kế cầu nối giữa các cái blockchain, đúng không? Về cơ bản nó sẽ có một cái dạng mà phổ biến nhất, đó là lock and mint, tức là khóa token ở một đầu và mint token ở cái đầu cầu còn lại. Thì trong quá khứ thì cái thiết kế này nó tạo ra rất là nhiều cái rủi ro liên quan đến giao thức. Nhiều hacker thì họ cũng có thể tận dụng những cái lỗ hổng để họ mint ra rất là nhiều các cái token ở một cái đầu cầu còn lại, và họ bắt đầu thoát cái lượng token vừa được mint ra. Ở mint khống á, tức là ở bên đầu cầu bên kia thì lock một thôi, nhưng mà bên này mint ra tới rất là nhiều, gấp trăm gấp triệu lần. Thì rất là nhiều các cái cầu nối nó đã bị tấn công theo cái cách đó. Và Circle thì về mặt thiết kế thì họ sẽ thay đổi một xíu, tức là thay vì lock and mint thì họ sẽ là burn and mint. Và việc burn này á, nó sẽ thông qua một cái hợp đồng của họ, tức là cái hợp đồng mà Circle Bridge, nếu mà anh em nào đào sâu về mặt kỹ thuật. Thì cái này nó cũng là quản lý về mặt contract thôi, tức là nó sẽ có một cái contract và nó sẽ theo dõi những cái người ta dùng cái từ là những cái message, tức là ở đầu cầu bên kia nó verify xong xuôi những cái message, thì Circle họ sẽ có những cái đơn vị gọi là theo dõi những cái message đó, và những cái event, những cái gọi là những cái động thái, những cái sự kiện ở một đầu cầu, và họ sẽ bắt đầu mint cái USDC ở đầu cầu bên kia. Thì cái cơ chế này nó sẽ giúp cái việc luân chuyển tiền nó hiệu quả hơn, nó mượt mà hơn, và đặc biệt là người dùng sẽ được sử dụng cái đồng USDC nó là native của cái chain đích, tức là chain mà mọi người muốn bridge sang để sử dụng á. Thì cái USDC đó được mint ra là cái USDC native của Circle luôn.
thì cái này nó cũng là một cái khá là hay. Cái câu chuyện mà bọn mình nói ở đây, nó với nhiều người thì nó sẽ là ở một cái nhịp độ khác, một cái biên độ khác. Ví dụ như là gần đây, nếu mà mọi người sẽ thấy là trend ở AI này, xong rồi là những cái đồng coin nó được thổi lên thổi xuống này, nhưng mà ở trong những cái conversation này, cuộc trao đổi giữa team Go68 với nhau thì bọn mình lại nói về một câu chuyện khác nhiều hơn. Đó là câu chuyện về Uniswap và cái bàn cờ mới của các quỹ đầu tư họ đấu với nhau. Thì các bạn đều biết rồi, sau cái đợt thanh lọc cuối năm 2022 á, thì chỉ còn một số ít cái tên còn trụ lại thôi. Và đến bây giờ khi mà thị trường bắt đầu có dấu hiệu nóng trở lại rồi á, thì họ bắt đầu có những cái động thái tỏ thái độ với nhau rõ ràng. Như câu chuyện của Uniswap mới đây, thì chúng ta đã có một cái drama về A16Z, rồi Binance đứng đầu là CZ cũng như là Zoom, Zoom Trading. Thì mình chắc là mình sẽ để nguyên giải thích sơ qua về cái câu chuyện đánh chửi nhau sôi động mấy ngày vừa qua. Chắc là nhiều anh em thắc mắc là tự nhiên lòi đâu ra cái câu chuyện này, thì nó cũng gọi là, nếu mà nó liên quan trực tiếp đến giá của thị trường thì nó cũng không chính xác, nhưng mà tức là nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao cái chủ đề này nó lại hot trong thời gian gần đây, mặc dù nó không liên quan trực tiếp gì đến bất cứ cái price action nào. Thì chắc là mình sẽ bắt đầu từ Uniswap V3 đi. Thì Uniswap V3 họ có một cái đề xuất là sẽ sẽ mở rộng cái sản phẩm của mình sang BNB Chain. Và anh em biết là BNB Chain là một trong những cái blockchain nó lớn nhất thị trường, nó có khá là nhiều thanh khoản ở bên này hoạt động, nó cũng khá là sôi nổi. Thì cái việc mà Uniswap V3 họ có những cái động thái mở rộng sang một cái mảnh đất màu mỡ thì cái đó là cái động lực của dự án. Nhưng mà trong cái quá trình mà họ move sang BNB Chain á, thì họ sẽ phải có một cái partner về mặt cầu nối. Thì trong cái forum của họ có rất là nhiều các cái buổi thảo luận cũng như là có những cái đề xuất, thì nổi lên hai cái cầu nối nó khá là phổ biến, đó là Wormhole và Layer Zero. Thì hai cái cầu nối này thì nó theo một cái format, một cái xu hướng mới mà chắc là nhiều anh em cũng theo dõi thì cũng biết rồi, nó là cái xu hướng messaging, tức là nó không còn thuần là cái cơ chế mà chỉ lock và mint dựa trên contract nữa, mà nó sẽ có những cái validator, có những cái đơn vị xác thực ở giữa và theo dõi những cái tin nhắn truyền qua truyền lại giữa các cái blockchain á. Cho mình chân ngang cái này là để giải quyết cái vấn đề của mấy cái vụ hack cầu nối blockchain thời gian vừa qua đúng không? Đúng rồi, thì nó là một cái xu hướng giải pháp mới, để kiểu nó cũng khá giống với lại modular blockchain ấy, tức là họ sẽ tách biệt ra những cái vai trò khác nhau. Ở chỗ này sẽ làm cái nhiệm vụ là verify bảo mật, còn cái chỗ kia sẽ là lo cái vấn đề về thanh khoản, còn cái chỗ này sẽ lo cái vấn đề về giao diện người dùng các thứ. Thì nó cũng khá là giống với lại cái khái niệm modular blockchain á. Thì cross chain họ cũng có những cái vấn đề liên quan đến tam đề đúng không, thì cái format này nó cũng là một cái thứ mà nó được nhiều người nói đến và các dự án họ cũng khá là chú trọng. Thì ok, back lại cái câu chuyện của Uniswap V3, thì họ cần một cái giải pháp như vậy. Tức là mọi người hình dung là nó sẽ có một cái khâu gọi là temperature check, tức là mọi người sẽ đề xuất các thứ, các dự án, các cái giải pháp, thì mọi người sẽ vote. Thì Wormhole nó chiến thắng. Nhưng mà một cái vấn đề trong cái temperature check này là A16Z họ không được quyền vote, tức là họ cái vấn đề của họ là họ cái token của họ nó đang được custodize, tức là nó đang được lưu ký, thì nó không được thẩm quyền vote ở trong cái khâu này. Nhưng mà cái khâu vote sau cuối á, thì A16Z họ được quyền tham gia, họ lại đủ điều kiện tham gia, thì họ lại sau khi xong xuôi cái khâu temperature check rồi, thì Wormhole được chọn là cái giải pháp, thì sẽ đề xuất lên cái đề xuất sau cuối, thì mọi người sẽ bắt đầu vote lên cái đề xuất cuối này. Thì A16Z họ đã có một cái động thái mà khá là gây nhiều tranh cãi, đó là họ vote against, tức là họ phủ quyết cái đề xuất sau cuối này. Mọi người trên Twitter hay dùng cái từ là đi ngược lại với cộng đồng đó, thì bet against consensus à. thì đó, thì cái đó là cái tóm tắt khái quát nhất về cái sự cố gọi là cái drama đi thời gian gần đây. Yeah. Và thực ra cái câu chuyện này nó buồn cười ở chỗ là nếu như các bạn lên xem cái quá trình vote của Uniswap á, thì các bạn có thể thấy những người ủng hộ việc Uniswap V3 chuyển sang BNB Chain á, thì có rất nhiều người. Nhưng mà cái câu chuyện là cái size mà vote của họ á,
thì sẽ loanh quanh là đâu đấy, ví dụ như là cao nhất thì có consensus là 7 triệu vote, tổng là hơn 50 triệu vote nhá. Và cái người nhiều nhất ấy, thì có chỉ là 5 đến 7 triệu vote thôi. Nhưng mà cái bên mà vote phủ quyết cái quyết định này ấy, là có 15,2 triệu vote, thì 12 triệu uni là thuộc về A16Z rồi, nên là nó mới thành cái câu chuyện buồn cười cho mọi người. 15 hay sao ấy? 15 triệu A16Z. À. Nên là mọi người mới bắt đầu cười cái câu chuyện đấy, thà nhá. Thà mà vote thắng thì không sao, đây vote thua. Cuối cùng là tỷ lệ của A16Z chỉ có hơn 22% thôi. Cho nên là nó vẫn được thông qua mà đúng không? Vẫn được thông qua mà. Ừ, cái đề xuất này vẫn được thông qua. Và mình bổ sung một xíu thông tin như thế này, tức là A16Z á, thì như anh em biết là họ cũng có tham gia gọi là backing cho Layer Zero. Thì Layer Zero là một trong những cái option được đề xuất ở trong cái khâu temperature check như mình có đề cập hồi nãy. Nhưng mà vì A16Z họ không được quyền vote ở trong cái khâu đó thì Layer Zero đã không được chọn, không được thông qua. Thì ở cái giai đoạn đó thì cá nhân mình thấy là có nhiều thông tin nó khá là tiêu cực cho Layer Zero. Cái này là mình không phải là mình bên hay là cái gì mình support mình siêu Layer Zero nha. Nhưng mà cái việc mà tức là mọi người khi mà tham gia vào cái forum mọi người đọc thì mọi người sẽ thấy là rất là nhiều những cái discussion mà nó attack trực tiếp vào Layer Zero. Điển hình nha, là trước cái ngày mà temperature check vote á, thì nó có một cái bài blog của cái CTO của Nomad. Nomad là một cái cầu nối mà trước đó cũng từng bị tấn công này. Thì cái CTO này, ông CTO này thì ông cũng bảo là Layer Zero họ thực hiện một cái backdoor, tức là họ có một cái backdoor, một cái cửa sau để gọi là gian dối người dùng á, lừa dối người dùng. Thì cái bài blog này nó lên vào đúng cái thời điểm mà cái vote temperature check nó sắp được triển khai. Thì nó cũng một phần gọi là gây ra rất là nhiều các cái tranh luận ở thời điểm đó. Phía Layer Zero thì ông founder ông cũng đứng lên ông giải thích cái vấn đề đó rồi, tức là cái việc mà backdoor đó nó không hẳn, nó không phải là lỗi, mà là nó là một cái, anh em hình dung là ví dụ như các dự án mà họ muốn gắn vào cái cầu nối của Layer Zero thì họ sẽ có rất là nhiều các cái option, họ có nhiều cái option về mặt an ninh và họ có thể custom được cái đó, họ có thể tùy chỉnh được cái đó. Nhưng mà cái vấn đề mà ông CTO của Nomad, ông Food á, thì nó là cái chế độ mặc định thôi. Tức là cái chế độ mặc định của Layer Zero là mọi người có thể không, nếu mà không thích á, thì không cần sử dụng cái chế độ mặc định đó và có thể add thêm những cái custom của riêng mình. Thì bên đội ngũ Layer Zero họ cũng bảo là rất nhiều cái cầu nối hiện tại, các cái giải pháp khác ví dụ như Nomad hay là Wormhole thì nó cũng như vậy thôi. Tức là cái concept sản phẩm nó cũng như vậy thôi. Thì đó, thì bổ sung thêm một vài thông tin là tại sao mà cái cuộc chiến này nó tự nhiên nó không những là ở giữa các cái đội ngũ kỹ thuật với nhau mà nó còn liên quan đến việc các cái quỹ rồi các cái đơn vị mà đầu tư họ tham gia họ tranh luận rất là gay gắt với nhau ở thời điểm đó. Và thực ra thì trước khi thu cái podcast này thì mình cũng có nói chuyện với nhau một khoảng thời gian khá lâu, và Nguyên có hai cái keyword mà Nguyên rất muốn nhắc đến nhưng mà mình liên tục mình hỏi là thế thì làm sao để mà mọi người cảm thấy hiểu và mọi người cảm thấy quan tâm đây. Nhưng mà cái này thì chắc là các bạn nghe đến cuối thì các bạn sẽ cảm thấy sáng lên như mình, như mình lúc mà được giải thích về câu chuyện này. Nhưng mà trước đấy á, thì chắc là chúng ta sẽ nói với cái topic của số podcast ngày hôm nay, đó là về account abstraction và những thay đổi về mặt nền tảng. Nói nền tảng thì cũng hơi quá, là chúng ta bắt đầu với quy trình tối ưu hóa về những cái trải nghiệm của Web3. Nhưng mà thì hy vọng là Nguyên có thể giải thích sơ qua cho mọi người hiểu là chúng ta nói đến cái gì. Thực ra thì account abstraction nó không phải là một cái từ khóa hoặc là một cái khái niệm công nghệ gì đó nó quá innovative đâu. Nó đã xuất hiện từ cách đây khoảng chắc cũng phải nửa năm hơn rồi. Thì ở cái giai đoạn đó thì mọi người đã bắt đầu nói về account abstraction. Thì hiểu nôm na abstraction tức là nó sẽ tách biệt các cái account, tức là các cái tài khoản ở trong không gian của blockchain. Và điển hình ở đây là mình sẽ lấy ví dụ là Ethereum chẳng hạn. Thì nó sẽ tách biệt những cái tài khoản, những cái ví, mình hay dùng là cái từ EOA đó, tức là viết tắt của externally owned account đó. Thì đây là những cái ví mà bình thường, ví cá nhân mà chúng ta hay sử dụng hàng ngày, chúng ta hay gửi tiền rồi hay dùng nó để đi swap ở trên các cái sàn giao dịch đó. Thì đây là những cái ví EOA. Thì cái việc mà account abstraction nó sẽ làm á, thì nó sẽ biến những cái ví này
trở thành những cái smart contract. Tức là smart contract là những cái quy định mà nó đã được chuẩn hóa từ trước rồi và nó được đưa lên blockchain. Thì khi mà biến những cái ví LOA này trở thành smart contract á, thì nó sẽ mang lại rất là nhiều những cái use case, rất là nhiều các cái ứng dụng mà trong tương lai nó sẽ có thể nó sẽ giúp cho trải nghiệm của người dùng nó trở nên dễ dàng hơn. Còn khi mà chúng ta nói về cái khái niệm account abstraction đó, thì nó đơn giản chỉ là tách biệt cái tài khoản ví mà hiện tại chúng ta đang quen dùng và biến nó trở thành những cái smart contract thôi. Thì đó là những cái gọi là chúng ta tạm chấp nhận với nhau về cái khái niệm đó. Yeah. Nhưng mà chắc chắn luôn, khi mà nói đến những câu chuyện như vậy thì thực ra nếu mà là một người dùng thì chắc chắn các bạn sẽ hiểu câu chuyện là khi mà xài một cái tài khoản mình tạm gọi là tài khoản doanh nghiệp đi. Thì đó là cái smart contract là tài khoản mà cá nhân chẳng ai xài làm gì cả, chỉ có dự án người ta xài thôi. Thì cái chi phí để sử dụng nó sẽ tốn hơn rất là nhiều, đúng không? Đúng rồi. Và đây là một trong những cái lý do mà tại sao Ethereum nó chưa đạt một vài cái tiêu chuẩn phù hợp để triển khai cái account abstraction này một cách gọi là full, tức là hoàn toàn á, 100%. Và vừa rồi thì nhiều anh em thấy là cái hội nghị của Ethereum thì họ cũng đưa ra một cái smart contract, một cái chuẩn token tên là ERC-4337. Thì nhiều người tưởng đây là cái tức là nhiều người hiểu nhầm cái 4337 này nó là account abstraction ấy, nhưng mà thực ra thì nó chỉ là một phần của account abstraction thôi, và nó là một cái công cụ để các cái dự án khi mà họ muốn thực hiện cái quá trình là tách biệt các cái tài khoản này ra thì họ có thể sử dụng 4337. Thì nhưng mà nó chỉ là một cái gọi là một cái form gọi là sơ khởi nhất của account abstraction thôi, chứ nó không phải là full, nó không phải là một cái account abstraction hoàn toàn. Và giống như Phong có đề cập hồi nãy á, là những cái khó khăn về phí giao dịch chẳng hạn thì nó vẫn còn đang tồn tại ở trên Ethereum, và có thể nói là nó là một cái rào cản. Tại vì mọi người follow khá là nhiều những cái thông tin liên quan đến DeFi, và cá nhân em cũng vậy, tức là mình sẽ follow những cái thông tin liên quan DeFi, follow những cái thông tin liên quan đến layer 1, layer 2, các cái hệ sinh thái blockchain. Thì cá nhân em thì nói chung là cũng tập tành về NFT thôi, cũng không biết gì gọi là quá chuyên sâu về NFT và gần như là một con số 0 với cái mảng thị trường này. Còn anh Khoa thì hiện tại là đang gọi là chịu trách nhiệm build một vài các cái sản phẩm liên quan đến NFT tại Coinbase. Thì em cũng thắc mắc là tại sao anh lại tập trung vào một cái mảng mà nó khá là lạ, nó khá là sơ khai như là NFT, và anh nhìn thấy cái điều gì đặc biệt ở cái công nghệ này, tạm gọi là cái công nghệ đi. Chính xác, đối với mình thì NFT là một công nghệ. Khi mà nhắc đến NFT á, mọi người đa số đều nghĩ đó đến thì như là đến PFP, đến profile picture, đến những hình ảnh, đến thì như boy ape hay này nọ. Nhưng mà thật sự là đối với mình thì đến giờ mình luôn nghĩ NFT là cũng gì đó lớn hơn nghĩ rất nhiều. Đó là cũng gì đó mà nó duy nhất, và đây là lần đầu tiên người ta có thể sở hữu gì đó duy nhất trên blockchain và thật sự là sở hữu nó. Đối với mình cái tiềm năng của NFT nó rất là lớn. Nó nếu mà mình có thể push it over được những cái gọi là những cái thế giới bên ngoài, nếu có cái đó để mình push cái đó, cái mặt duy nhất bây giờ mình ngăn chặn chuyện đó là regulation, những cái quy định này nọ nó chưa có rõ ràng để làm chuyện này. Nhưng mà nếu mọi người đều nhiều nghĩ đa số tất cả mọi thứ mọi người được cái identity cho đến mọi thứ mọi người sở hữu ở trên internet đều có thể trở thành một NFT. Nó trở thành gì đó mà mình có thể sở hữu, mình có thể chuyển giao. Tại sao khi mình mua một cái email, hay đơn giản hơn là tại sao khi nào mình có một cái email, giả sử như bây giờ có ai đó họ muốn đổi cái đó với mình, họ muốn mua cái đó từ mình, tại sao chuyện đó không có phép xảy ra? Hoặc đơn giản cái chuyện tại sao chuyện mua bán một cái domain bây giờ phí rất là cao và luôn thông qua bên nhân thứ ba, và sự là cái chuyện mình mua bán những cái này hiện giờ còn rất là khó khăn. Tại sao giả sử như bây giờ mình sở hữu một domain là khoa.com đi, bây giờ giả sử như người ta khác muốn mua mình thì họ phải làm sao? Tại sao những cái này đúng ra nếu mà có thể được tokenize thành những NFT để có thể được giao dịch thì mọi thứ nó sẽ ở cái giao dịch đó sẽ trở nên hiệu quả rất là nhiều. Mình sẽ bớt bỏ được bên những cái bên thứ ba hoặc những cái chuyện lừa đảo thông qua giao dịch những món đồ như thế này.
cái kể những cái chuyện như ngày xưa, thật sự là mình nếu hồi xưa lúc mình học cấp 2 mình chơi game rất là nhiều, và cái chuyện mà mua đồ chơi game hay là mua bán giao dịch này nó khó và nó mang tính chất rủi ro lừa đảo rất là nhiều. Thì nếu tất cả cái này về nếu cái này có thể được những cái món đồ đó có thể được tắt nó sẽ NFT và có thể được giao dịch thông qua những cái hợp đồng thông minh, thông qua smart contract, thì mình nghĩ là mọi thứ giao dịch trên mạng nó sẽ trở thành rất là hiệu quả và an toàn. Hồi nãy anh có đề cập cái crypto này nó không chỉ đơn thuần là kỹ thuật, nó không chỉ là tài chính mà nó còn có cái yếu tố xã hội học trong đó. Thì em khá là tò mò đó là với cái NFT này nè, thì người ta đang xem nó như là một cái công cụ để gain profit nhiều hơn. Tức là trong một cái xã hội chẳng hạn, một cái nhóm chẳng hạn, thì có một cái collection nào đó thì người ta sẽ có xu hướng nhìn cái này nó như là một cái công cụ để gain profit, và có thể maybe nếu được giá thì sẽ flip lên đầu nhau chẳng hạn, kiểu vậy. Thì em tò mò là có cách nào để giải quyết cái vấn đề đó hay không, tại vì ok, chúng ta đồng ý với nhau là NFT nó có một cái use case là nó độc nhất và nó thể hiện cái ownership của mỗi người, nhưng mà hình như là khi mà đem cái đó và gắn vào một cái group, một cái nhóm hoặc là một cái xã hội thu nhỏ chẳng hạn, thì có vẻ cái tính gọi là ownership nó không được đặt nặng lắm, và cái thời gian người ta own một cái thứ gì đó nó không quá lâu á. Thì anh nghĩ đâu là cái hướng đi cho cái vấn đề đó? Cái này anh có thấy, nếu mà anh nghĩ thì chỉ có một cái team duy nhất mà làm cái này tương đối thành công, mà người ta có giữ để người ta có thể giữ được gì đó được nó lâu hơn so với những cái bộ NFT khác, và bộ ép nếu mà về tại sao như vậy, bởi vì đối với và phần nữa sẽ là những người họ mua phần họ ít trade hơn so với những bộ NFT collection khác, để vì đối với họ về mặt xã hội luôn, theo anh thấy nếu mà nhìn thấy kỹ thế bộ ép và phần cái crypto phần cái đó nó không ý nghĩa là nó tại vì nó quá mắc rồi, thì nó những người họ mua cái đó đối với họ đó là một địa vị xã hội, đó là một cách để họ thể hiện cái địa vị cái gọi là cái social status của họ trên blockchain, trên internet, cho thấy là mình quyền lực, mình có tiền. Đó là do tại sao mà những người đó những người mà nếu mà nghĩ có những người họ đặt tên của họ theo những cái báo luôn, như là em có thấy Gary Tan xe cái bộ ép Gary Tan, yeah, có xe yeah Gary Tan và rất nhiều người vẫn để bộ ép. Cảm giác có những người mà họ đi cái thứ tên, nhưng mà có một anh là sao lại quên mất được, nhưng mà có một cái anh đó đây là phân gì đó mà anh luôn luôn đang gọi anh là một cái tên đó luôn, và không ai biết anh đó là gì. Thì nói chung đối với họ đó là điều về xã hội, đối với họ là có một cái vé để vào một cái club mà rất là riêng biệt, rất là exclusive, rất là khó vào, premium á, vậy chính xác là kiểu như premium membership á. Và họ trong một cái cộng đồng như vậy, thì anh nghĩ không có nhiều bộ collection làm được chuyện đó. Đơn giản anh nghĩ lý do là do họ bí tưởng làm sao để mang lại tính hữu ích hay utility đến cho những holder. Cho nên đối với các holder họ chỉ flip thôi, bởi vì họ không mấy lợi ích từ chuyện cầm những cái đó. Và thực sự là nếu về mặt NFT mà chỉ là PFP mà là profit pick thôi á, thì sẽ rất là khó để có nhiều bộ làm được như là Yuka Lab hay là hay này nọ. Nên anh nghĩ là nếu mình sẽ thấy có lẽ mình sẽ thấy được một ít như vậy thôi. Còn lại đa số anh nghĩ là đa số những NFT đa số NFT collection sẽ fail, chỉ có một số là sẽ thắng trong đường dài thôi. Và đó là tất cả những gì có trong tập 99 tuần này, một tập recap để chúng ta có thể cùng nhau nhìn lại những câu chuyện cũng như là những chặng hành trình đã qua với DeFi Discussion. Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để cùng đồng hành với nhau trong tuần tiếp theo, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những thông tin, những góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Hẹn gặp lại anh em trong tuần tiếp theo ha.